Vâng, xin chào tất cả quý vị và các anh em nhé. Và xin giới thiệu trước mặt quý vị và các anh em, đây là một cặp loa bãi có tên là BMB. Mã sản phẩm này là CSV450C, với thiết kế của loa là một bát 25 và 2 test. Và đây là một dòng siêu phẩm của BMB450C, một dòng loa nằm. Vâng, siêu phẩm BMB450C, một thời rất là lừng danh, với một bát 25 và 2 test, nhìn là rất là độc đáo với cái logo của BMB và cái căng. Đó, quý vị và các anh em nhìn là với cặp loa BMB trước màn hình quý vị và các anh em còn rất đẹp nhé. Đó, e căng này, logo này. Đó, rất đẹp. Và hôm nay em lại giới thiệu đến toàn thể quý vị và các anh em chúng ta một dòng loa bãi xịn thương hiệu đến từ Nhật Bản, BMB CSV450C, với thiết kế là một bát 25 và 2 tép. Dòng loa này chịu đòn rất là tốt, với công suất là 450W mỗi quả, rất mạnh. Và thì cặp loa này còn zin xịn nhá, riêng cái gân của cái loa bát này là em đã thay mới. Đã, thay hoàn toàn mới cho các bác, về các bác thoải mái quại. Đó, gân mới. Gân mới này thì các bác ta chơi thoải mái luôn. Nếu mà cái gân mà gân xịn của nó còn, ví dụ như là phản cái cặp làm nó còn zin ấy, nó vẫn còn gân cái gân cũ của nó ấy, thì các bác chơi cũng chỉ được vài tháng là nó sẽ lại mục tiếp. Khi các bác đánh công suất lớn lên thì cái gân cũ nó không chịu được, là nó sẽ rách ra. Cho nên là em về là cái gân dù đẹp dù xấu là em thay một loạt mới hết, em không để về các bác chỉ việc sử dụng nó cho nó bền bỉ hơn. Vâng, zin xịn tuyệt đối. Riêng mỗi cái gân này là gân của bác em thay, giá êm cho các bác. Với cái giá hiện tại bây giờ thì cũng là phải nói là hợp lý rồi, các bác mua được rồi. Với một cặp loa rất là chất, 450C, rất là chất. Trước đây các bác phải bỏ ra đến 7 triệu 6 đến 7 triệu 8 các bác mới sở hữu được một cặp loa như thế này, thậm chí còn không được đẹp như thế này. Đó. Bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra 5 triệu 500 nghìn đồng các bác sở hữu ngay được một cặp loa chất về nghe nhạc hát karaoke. Và 5 triệu 500 nghìn đồng các bác hãy ủng hộ trung tâm điện tử Tám Hoa nhé. Và 5 triệu 500 nghìn đồng. Mọi nhu cầu mua sắm xin mời quý vị và cá nhân hãy liên hệ theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, điện tử Tám Hoa địa chỉ tại Thị Tứ, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Vâng, em test thử một đoạn nhạc cho các bác nghe qua chất âm. Vâng, đây là con đẩy 16 giò sắt C-Mexico, 12 giò than Gheo MA 1.6. Con này giá 4 triệu 7 các bác nhá. Đấy các bác, chất âm rất là hay.
Trời thương cho anh, vái Phật đừng quên.